Hết ra việc rồi. Chương trình hết rồi. Mà ông vẫn nghe nhạc như vậy. Điên không? Nó, nổi điên không? Má nghe nhạc tao hoài luôn á. Nổi điên không? Hôm qua chương trình hết rồi. Hết rồi chân thành ạ. Tôi mệt quá. Chồng tôi lúc tắm xong vậy nữa, chồng má không biết.